Chú ý nếu mà được
có thể coi được cái video clip thì mình sẽ học được chính mình chứ không cần học ai khác. Đó là cái mình muốn tiến bộ và muốn hoàn thiện với mình. Đó là lời góp ý chân thành. Về điểm số thì bạn hoàn toàn 10 điểm tròn của mình. Xin cảm ơn, chúc mừng bạn. TV là làm dữ lắm, vô đây có mấy người đâu, tại vì một môi trường mới.